Hai chào anh em bà xỉa luôn, mình là Tờ Lũ Anh Chị Tám, rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Ít phút trước thì nhà phát hành Finger Fan đã thông báo chính thức trên trang fanpage lịch update cũng như các nội dung update chính trong bản kế hoạch ngày mai, chiều ngày mai. Đó sẽ là võ sĩ mới ca phẩy thập tứ, quá kinh khủng luôn các bạn ạ, không thể tin nổi là loại ra mắt sớm như vậy. Kể từ thời điểm này mình có thể khẳng định tự tin, thật ra mình thì mình khẳng định tự tin thì lâu rồi nhưng mà các bạn không tin nữa, nhưng mà mình nghĩ bây giờ ai cũng sẽ phải tin thôi. Đó là server quốc tế, là một server đi sau nhưng hoàn toàn có bản sắc riêng, rất riêng, không trùng lặp với bất kỳ màu sắc của server nào khác. Đấy, hiển nhiên là như vậy đúng không các bạn? Một cuộc đại nhảy vọt đang diễn ra ở server quốc tế khi mà không ra mắt Mizuchi, không ra mắt Dulon trước, thậm chí không thấy Nakaruru đâu mà nó lại ra mắt Major, và bây giờ là ca phẩy các bạn ạ, ca phẩy từ chất 15, thật kinh khủng khiếp đúng không các bạn? Và dòng viện trợ mới mang tên viện trợ từ chất 15, với sự xuất hiện của hai nhân vật từ chất 15 diện đầu tiên ở dạng võ sĩ là Omega Rugo và Ad Grimson gọi nhá. Ngoài ra thì nó có fix thêm một vài cái nội tại của con Major, nó được chưa được hiển thị một cách chính xác, và cái hồn lực 5 ở trạng thái hồn Devil, hồn ác quỷ đấy, nó chưa được chuẩn xác lắm, thì bây giờ nó sẽ fix. Các bạn nào mà chưa rõ hồn lực 5 thì lên kênh của mình nhá, tham khảo mình giới thiệu mô tả review rất nhiều các event, rất nhiều các video về các loại hồn lực 5 khác nhau, có video minh họa rất rõ rệt đúng không các bạn, những server nó không có thì các bạn có thể tham khảo, một tính năng cực kỳ hay đấy. Ngoài ra thì ở cái phần 5 này mình che rồi, nó là cái phần cập nhật cái một vài cái thông tin về ngôn ngữ cho người Brazil và người Bồ Đào Nha các bạn ạ, nói chung là ngôn ngữ Latin đấy. Thôi còn đi vào nội dung chính trong video này, video bán này, một đạt mình nghĩ rằng rất hời cho các anh em nào mua, vì ông ấy chả hiểu ông ấy săn được cái ạc nào vậy, chắc là có nhiều kim cương ấy định quay xe sang cà phê ạc này, ông ấy định quay xe qua Major nhưng mà đấy, vừa lấy về xong rồi ra cà phê làm ăn rể đúng không các bạn, 31 càng kim cương ấy đủ quay mèo phun mốc thôi. Siêu nữ thì không cần cà phê đâu các bạn nhá, đấy, đừng bạn nào mà gắn siêu nữ vào cà phê nhìn nó buồn cười lắm. Thế là bạn nào mua ạc này sẽ được rất lời về giá khi mà vừa còn siêu lợi tức và Battle Pass chính tay mình vừa mới nạp xong cái đây có mấy ngày thôi, còn siêu lợi tức thì nạp trước đó. Về nói chung thì cả siêu lợi tức và Battle Pass giá trị của nó đã rơi vào khoảng hơn triệu rồi. Nên thành ra giá là 1.8 triệu, nhưng mà thành ra thật giá là 1.8 triệu nhưng thật ra là có 800 đấy đúng không các bạn, vì các bạn đã được khoảng ít nhất là khoảng 1 triệu tiền nạp siêu lợi tức và Battle Pass rồi. Đấy, thành ra là anh em nào mua giá này cực kỳ hời nhá. Đấy, lực lượng thì hiện trí vẫn còn nguyên si, server mới server 76 nhưng mà cũng mở được run điếc rồi các bạn ạ, vì level 90 rồi, vừa mới level 90 xong mở run được 1-2 ngày thôi. Ở đây có Raf Athena thôi các bạn, ngó đi nhá. Đấy, mình kiểm tra phần bán môn này, còn đâu có mỗi Major mới lấy ra chiêu hồn vũ khí rồi, còn đâu có hết rồi. Chiêu nhị môn Tedeco thêm hồn vũ khí nữa là tứ môn, thì các bạn chờ cái đợt hồn hạp hoặc là đợt event mới mình review rồi đấy, hình như là ngày khoảng độ hơn tuần nữa hay là 2 tuần nữa ấy, không nhớ lắm, thì các bạn tí xem lại cái video ở trên của mình ấy thì nó có bán một cái gói limited pack 45 đô, thì các bạn có thể mua 2 gói đấy để thức tỉnh lên lục môn của Tedeco luôn. Đấy, giờ đang là thời kỳ tỏa sáng nhất của Tedeco các bạn ạ, gần như không ai có thể cản nổi nó, kể cả lục môn Athena hay là tứ môn lục môn của Rapetto. Bộ hồn lực 5 của server mới mình đánh giá khá cao khi mà bạn thì có 4 sao, tổng là 4 sao. Trong đợt tới thì nó lại có event hồn lực 5 nữa, nhưng chắc là ạc này sẽ đua nhẹ nhẹ thôi, còn đâu đua mạnh, hồn lực 5 là sẽ không có kim cương mà quay mèo phun mốc đâu. Chúng ta check túi đồ và mảnh vạn năng, còn 145 mảnh vạn năng, một chút vé Battle Pass. Rồi, phần bên dưới là rất nhiều hồn hiệu hồn sách, một ít túi kim cương, không nhiều lắm. Ạc này top sẽ rất là cao trong đấu trường khi mà các bạn thấy đã có lục môn của Athena, tứ môn Raf, rất nhiều lục môn và tứ môn rồi đúng không các bạn, giảm công thôi mắc ping. Đấy, top 9 này là còn thấp đấy các bạn ạ, hoàn toàn thể đánh cao lên được nữa nhá. Đấy, đấm nhau trận với ai đây, Thánh Tam Phong à, Thánh Warrior, đấm nhau với Thánh Warrior đi. Đấy, bạn ấy có cặp Vice Major nhìn khá đẹp, nhưng mà Major phải S-Mark, trời rời chân thua. Tứ môn của Major nói chung nó bình thường, nó phải lên cái tầng lục môn. Còn Tedeco thật ra cũng thế, nhưng mà thôi, tứ môn của Tedeco nó còn đỡ hơn là tứ môn của Major. Có mỗi tứ môn của Xion là ngon nhất các bạn ạ. À quên, chưa check rune các bạn nhỉ, ngó vào rune các bạn xem. À này mà không có Battle Pass mà siêu lợi tức chỉ độ khoảng 1.3-1.4 triệu, nhưng mà vì có Battle Pass và siêu lợi tức thành ra là thêm chút, các bạn mua về nữa phải nạp
Tiền nạp thì nhiều chứ thật sự tiền mua thì mấy. Bạn nào chơi thì biết. Sức sát thương bên đối phương gắt ghê nhỉ. Nó con nào bị ám hay sao ấy, con mây trời bị ám hay sao ấy. Bên đối phương là siêu lưu xịt đấy các bạn ạ. Nhưng theo mình ngó ở đây sẽ khả năng cao là không đủ sát thương để tiêu diệt được Raph của bên Feta. Đấy, do Vi thì khả năng là sẽ bị giết sớm và chưa đủ cái độ gọi là tích thương lớn. Major thì tất nhiên là chưa có hồn khí ở bát môn thì không làm ăn được gì rồi. Thậm chí kể cả tứ môn cũng chưa làm gì được Raph. Còn vị trí của Vi thì thôi khỏi tính rồi đúng không các bạn? Sẽ không được thi đấu với Thetico đâu. Đây, chúng ta cùng xem pha tích thương, full tích thương của Vi xem nó đạt được bao nhiêu sát thương các bạn nhé. À ghê, một phát bay luôn. À S-Mark rồi thì chịu rồi, S-Mark thì chịu rồi. Vi thật. Thảo nào bạn đi lên top là hợp lý đấy các bạn ạ. Kì nhờ. Thôi S-Mark thì phải chịu rồi, S-Mark thì mình chấp nhận đúng không các bạn. S-Mark thì còn ngợi cái gì cơ. Ghê hướng qua hơi chế thua rồi. Bạn ấy có S-Mark thì bạn ấy khác được mình rồi đúng không các bạn. Hỏi nhá, bạn nào không thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video trên nốt các anh em bộ rút. Ngon à, S-Mark đập chết hết. Đúng không? Ngay vừa mở phát là có bộ rú đỏ luôn. Ngon vãi. Ngoài ra viên số 6 luôn. Đó viên best of best các bạn ạ. À gọi là best thôi đúng không? Dòng trên thì thông thường là rest nữa thì là mới best. Chứ không có chuyện hai dòng đam đâu nhá. Một dòng đam này là quá tởm rồi các bạn ạ. Ăn được một dòng đam này là kinh khủng khiếp luôn rồi. Rồi bạn nào mà thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video.